Ngày 7 tháng 6, thị trấn Long Bình tổ chức giao lưu trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Ông Tạ Giang Khương, bí thư đảng quỹ, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình, lãnh đạo đồng biên phòng cửa khẩu Long Bình, các ban ngành toàn thể địa phương và các cơ sở thờ tự cùng tham dự. Tại buổi giao lưu, thị trấn Long Bình triển khai chương trình Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2024 với chủ đề Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm hướng tới mục đích toàn xã hội hiểu được tầm quan trọng do ý nghĩa của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, cùng hành động để tạo cơ hội cho trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh và phát triển bình đẳng. Dịp này, thị trấn Long Bình đã trao tặng 70 phần quà cho trẻ em con cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 150.000 đồng do Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể, các cơ sở hợp tự đóng góp và vận động mạnh thường quân tài trợ phát biểu tại buổi trao quà ông tạ Giang khương bí thư đảng quỹ chủ tịch quỹ ban nhân dân thị trấn long bình yêu cầu các ngành mặt trận toàn thể địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội dẫn động sởi hóa kịp thời hỗ trợ cho trẻ em nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em bị mắc bệnh và tử vong do tai nạn thương tích gây ra quan tâm tạo điều kiện để mọi trẻ em đặc biệt là trẻ em nghèo trẻ em con cảnh đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí có một mùa hè an toàn lành mạnh bổ ích.